ngu giờ mới dạy không? Tao ngu mà tao im như mày như thiết luôn á. Cầm mày cái gì nữa đây? Tao ngu mày biết không? Xấu là tao làm tao thức khuya 4 giờ sáng là tao công việc. Làm gì? Mày tao công việc của tao mà hối với mày. Là sáng là tao ngu bù. Mẹ mày hết tiền thiết gọi tao mày gọi. Thì dạy tao mày gọi nữa. Gọi làm gì? Mày mua bánh mì cho tao cho lắm. Được rồi, mày ăn đi. Nó sáng là tươi ăn sáng nha. Tôi có ý tưởng tôi mà. Ý tưởng gì mà tự nhiên giờ mua bánh mì đây là sao? Thấy nè. Con Shelby là cái gì? Ý là bây giờ mình sao mà nói tao quay cái gì mà nói rõ ra vậy? Thì tao quay cho má mày quay quần mày coi tao nữa tao đâu ngu. Thì bữa thiết không? Cha mình nhớ không? Tiếng gì cha gì? Ai cha ta? Là sao? Ông cha gì á? Tao cha như mày. Mà tóm lại là sao? Mày nói tao biết gì vậy? Bữa ăn xanh nó bi cất tôi. Nó bi cất mày đầu giờ sao? Cho một tạp rồi cho mày. Mà bánh mì ở đâu đây mà tự nhiên mày mua bánh mì ra mà chớ hay sao vậy? Nghĩ sao mới sáng ông kêu ông sai. Sai ai? Sai tôi. Sai mà đi mua bánh mì vậy? Không có, tôi ông điện kêu chạy ra mua giùm ông mấy ổ bánh mì. Rồi giờ mày nghĩ ý tưởng mùi tạt cái bỏ vô vậy đâu rồi? Ý là mày trôi quay clip trôi vậy thì xong rồi. Sao? Quá nó tiền ấm nó quay vậy bạn, nó quay clip thì bao mùi tạt ra. Nó tính ra cái clip mùi tạt ra, tao tính phải ít nhất là clip thứ 1000 để mùi tạt rồi. Ý là mày có một cái sáng tạo nào mà nó hay hơn cái mùi tạt nữa không? Chưa xem đâu. Ý là mùi tạt còn ý nữa. Còn nữa. Đâu ok, mình hôm nay các bạn mình sẽ giúp thằng ấm mà mày mua mấy ổ cho tặng ôi. Tao đói bụng dữ quá. Ba ổ thầy trò đó. Rau. Tôi hai ổ. Mày ăn chứ mày sao mày đưa tao ngủ? Quay cho đi nửa ổ thôi. Mẹ sáng gọi đỡ ngủ mẹ đi. Mới sáng gọi âm mày hết thiết gọi tới mày gọi. Mày gọi ăn không? Ngủ mà nó gọi với đội nợ rồi. Ok, tức là làm giáo vô vô trả thôi mấy trời ơi. Người ta ổ tao ăn đi chút nào mua cái khác ăn châu. Sao? Nãy giờ chớ mua tạc vô ơi. Đầu chút nữa cái ý sao là ý gì mà nói tao nghe mẹ luôn đi. Ta ở đâu? Hè ta tới đó. Để nhiều lên trời dễ mày. Đấy. Coi chứ làm dấu rồi mấy chú rồi vô ngu ăn trúng lộn ổ mùi tạc với mẹ mày luôn. Ông xịt nhiều chuyện quá ông. Quay quay đi. Râu. Tao quay là chút nữa có. Tao đừng nói rồi tao. Đó là đưa ổ mày tao ăn cái tao cuốn thùng mỏ mày máu không rồi. Cái gì vậy? Cho mùi tạc mà tiếng này nó không cây mà hỏi ngu chứ mày. Bình định nhiều mới 9-10 giờ sáng mà nắng ché cái đầu luôn các bạn. Các bạn cái nắng à. Nhìn nắng là biết nó kinh khủng cỡ nào rồi. Trời ơi ngu quá chi. Nãy mày sáng dậy được rồi. Đi làm sao rồi? Tối tao thức 3 giờ sáng tao coi phim mà. Sao tấu rồi mày biết tao chụp cái đầu mày á? À? Tấu tao phải nghĩ ý tưởng. Nghĩ vậy. Nghĩ ý tưởng coi, mày nghĩ hoài mà kéo ra cái đầu tao sao này nó ngu lắm. Mày nghĩ. Cái đầu. Tao nghĩ đã rồi, trong đầu tao toàn là phim gì không à? Sao. Chụp cái đầu nậu mẹ, má mày luôn tối tụi cú rồi tụi mỏ thế này. Được rồi. Mấy ổ đâu? Ba ổ. Ba ổ còn hai ổ kia mình ăn hai ổ, chút rồi tao ổ, chút rồi vô quán là tao ổ mày ổ á, tao đó đâu ạ? À. Chứ sao? Chút mà ông kêu thiết đưa tiền rồi đầu lại ăn nha. Mày mua giùm nó chút mày vô mày mua nhiêu ổ? Ta 8000 ổ. Bị bữa nay mày mua nó 8000 thì em ơi. Tôi nghĩ là 10000 ổ mà bán cái 8000 hả? 8000 bỏ rớt bớt miếng trả lại. Má mà tiền vàng. Thảo đi nhanh đi. Đi đèn đi. Xanh nhớ. Hả? Đi xanh nhớ. Rau ok. Đủ phòng mày ăn. Mua ổ mì không còn ăn bớt. Nói chung là bây giờ mình sẽ quay dần ấm một cái clip điên khùng, mình cũng đéo biết nó làm gì hết các bạn, nhưng mà giờ nó đã nhờ rồi mình sẽ quay giùm nó các bạn. Sáng. Bỏ mày nhớ chứ, chút là mày ngu mà ăn mày ráng mày chịu chứ. Ê, cái clip đây là tôi 88 ông hai nha. Là sao? Thì có ý tưởng tôi. Mày tao quay phim đâu mà hai ông nậu vậy. Thôi bây giờ mình sẽ đi theo chân của ông ấm thử làm gì nha các bạn, chứ mình cũng bức hết đường rồi. Mẹ trời nắng thí mẹ mà sáng đéo cho ngủ nữa tôi gán mấy đây luôn à. Uống mà phơi vậy đó 12 giờ trưa uống cũng được đi. Đi. Sáng tao ngủ mày gọi dữ thiệt. Mẹ mình cứ ngày nào tao ngủ là mày gọi, má không ngủ được luôn á. Muốn gì? À thôi sao anh vợ á. Anh vợ á tưởng tao lau. Thì uống đi. Còn ăn mua bánh mì lau với mày. Anh em uống nước thì kêu đi. Mở ra giờ tiếp. Gì hết rồi đưa ra. Được. 5000 ổ hay nhiêu? 12000 ổ. 12000 ổ. Đây 12000 ổ mà. Thằng ấm nó hỏi mà nó mua mà nó nhìn tao cũng biết nữa. Giờ 12 bé ổ là 36000 hả? Cậu 12 là bé ổ là 30000. Bé 36000.
Mẹ biết gái mình. Có 10 ngàn ố ơi. 10 ngàn ố ơi. Mười. Không bình thường 40 ngàn. 10 ngàn ô. Má mày. Tao nói mày. Tao nói mày. Mày cánh hơi dày nha. Mẹ mày. Mày coi. Ủa mày. Ôi ngay. Ở sao mà anh em mới vô sao chưa cái nước. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ khích tao không có tiền sao tao nhiều lần. Thôi rồi em cho em bỏ cho quán luôn kìa. Không. Tao uống nước này đó. Tao cho tao kêu nước kìa. Anh Phúc. Phúc. Kiếm xích bạch riêng rồi. Cái kiếm xích bạch riêng rồi. Mày gài nút mà vô tia. Anh ơi. Ngon ngon ngon. Ê, sao ngon đây vậy? Má mới sáng mà nó nắng gì mà nắng luôn ngầu, nó hành nắng kinh luôn á. Đến không mày à? Anh sáng anh ăn mì tôm nhà đâu. Mẹ vậy ăn mì tôm. Ăn mì tôm nhà rồi anh em ơi. Sáng mà giờ ấm mua giờ mày. Em thì chạy mua giùm nè. À em. Cái bè kia bà kêu ghê ha. Thì từ từ bà bưng. Nó đến cho em bỏ nó bé luôn cho nó nhà nó tao mà sao tao. Anh ơi, anh có mì chứ. Anh có mì không nậu không? Con bé mẹ. Con ra. Có rồi. Con bé nè. Lúc mà chứ bé nó đang hỏi gì uống á. Mình có uống nước chai đá rồi đi về bằng gì bằng gì bằng gì bằng gì bằng gì. Thật là thông minh. Ngoài mà không biết tiếng hay không? Hay, giờ em hay mua, à? Mua vua dâm đầu. Sáng nhau rồi. Trời cái gì vậy mày? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Cái gì vậy, nó đập đều vô đồ điện mày, ngáo chưa à? Cái này có lạ. Ủa, sao vậy? Sao vậy? Quá. Mẹ trời ơi sao? Mẹ đi. Tao tay ngủ, tao má tao nghe. Nó mua mì rồi, tao đúng không? Ủa biết nó bảo bảo tàng cho mình sao đâu? Ừ, anh bảo đường nó thấy nào. Mày chết. Ôi ôi. Con mẹ nó. Nó đúng đúng nó thiệt. Nó. Ví dụ bây giờ vụ trong cái mỏ đó. Vậy mà lầm tiền như đúng rồi á. Đâu, nó lộn xanh cả lắm. Bộ hai đúng lộn luôn, chán chán lại cho đúng giờ mày. Thâu thâu. Chán lại chán. Thâu. Thâu thâu. Chán lắm đi. Thâu. Chán lại chán đi sang chán đi. Bé ông nghĩ sang bỏ bụi tè vô vậy không? Đó, chuyện trao với mày thằng tao lắm nha. Tao cũng nghĩ. Tao mua đồ các mày. Tao cũng nghĩ luôn á. Đưa tiền lại tao anh. đấy là tao nói cho mày nghe là tao đang ngủ, nó gọi tao, nó nhờ tao là anh Phúc ra quay giùm nó tra thù mà cái vụ bữa ăn xanh nó bia cứt gì vậy. Mày 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 chỗ ăn xanh mà nó đưa tao ăn một thạch chay quay giùm nó không đấy là nó coi ba thằng luôn, nó coi ba thằng luôn ấy. Thằng ấm cho mày ăn xanh vô, thằng ấm cho mày ăn. Mày là thằng đầu đen này không có. Tao hứa luôn, tao hứa luôn, tao không có làm một cái gì ở trong mày luôn. Tao đang ngủ. Trời má mày đưa tao mày, tao đang ngủ á, tao đấy biết một cái gì hả? Tao tiền nó luôn mẹ nó nhiều quá. Thằng ấm á. Mẹ nó tiếp đồn tiếp mẹ. Tao nói mày một cái bí mật này nữa. Cái ổ 10 ngàn nó nói bảo bò ra bên miếng trả còn là 8 ngàn này. Mẹ nãy mày nói đòi làm tiền còn không có. Mày tao tao nghĩ là mạch này. Đừng xíu làm quần mày. Má tôi. Ấy là mày quay clip gì mà má mày đúng tao như con vậy mà thằng chó đẻ này. Dạ, bây giờ mày muốn gì? Đưa con khai chi. Khai khai cái gì? Chú ngon cài cài gì nó lấy tiền mà mắc ba ốm mình đấy. Tao mới ai biết ngu má mà tự nhiên các bạn ấm nó bơi nghĩ ra clip mà đụng bánh tướng mình nún quậy nún tao cũng ăn một tô mày coi chuyện tao á. Tao quay chạy tao chưa ăn sáng má tao đang mệt tao mửa nha. Bây giờ mày muốn gì nữa đây mà quay mày nói bây giờ tao quay cái gì nữa đây mày nói nhanh mày đi. Cái thường thứ hai chưa? Thứ hai là tóm lại là má mày làm gì mày làm nhanh gọi nhanh đi. Cái thứ hai mà nún tao nữa tao cú vô trong cái mỏ mày hả? Cái này là ông quấn không đau đâu. Rồi giờ sao? Nó từ từ nhanh đi đụng mỏng nó mới nhanh đi mày miếng một đây đây mày mày đúng tao rồi tao chưa ăn sáng tao ư ăn hết tao cảm mệt tao mừng rồi uống nước không mày đưa cho nước uống đợi làm gì nữa đồ ngờ
Má, tao mệt mày đủ chuyện hết, mày cầm áo xe anh chi? Má gì gì chiếc kỳ đâu mày? Làm gì? Số. Thuốc số gì? Mày tôn đồng mày. À đồ má, chờ mày đã uống thuốc số ấy. Kiểu mặt ác dữ mày. Mày mày chút nữa nó quấn tao nữa, tôi cứu vô trong mỏ thí mẹ mày nha. Tôi khùng à? Khùng mẹ mày. Khùng mà sao nãy giờ nó quấn tao? Tôi nói. Bây giờ mày làm ấm xe mày làm gì ở đây? Mày tính làm cái gì ở đây? Đồ số. Phải nước thuốc chọt tôi đây. Rầu, chọt cái vô đó rồi sao nữa? Lấy kêu dây dán lại. À đồ má, sao này thông minh dữ mày. À mấy thằng đó nó nghĩ là cái nắp chưa khui là nó bỏ là. À đồ má, mình không nghĩ thì ấm lại thân mình vậy luôn á các bạn. Cái này nó hên cho nó trả thù cho má, nãy giờ nó vô nhà mình nó coi mình chắc má ăn cứt cho nó luôn rồi. Mỹ chào chồng mày, em đừng điên nha má, mà tao nói mà tao uống thuốc sổ là mà hợp mệt cho tao á. Rồi để tao, má tao mệt từng đây thiệt luôn á. Hồi nãy giờ nha, tao nói cho mày nhiều nha, mày quay lên đây là giờ hiện tại là tao đang bung chai đây rồi nha. Hiểu không? Là chút nữa giờ bây giờ sao ta? Đây này, tao lấy viên gạch này tao đủ. Đây này, tao lấy viên gạch tao làm dấu rồi đây này. Tao ta, đây. Đây này, tao cứa cái này về. Mày nhìn chỗ này rách nha. Rách nha, hiểu chưa? Là mày nhìn từ cái đây vô là tính 1 2 3 4 là có thuốc số. Là chút nữa có nhiều vô nó hối mày uống thì nó mới tin là mày uống hai chai đây. Rồi mà tao nói mày uống bốn chai hai chai đây là mày uống mua bốn chai đây là mày ăn cất mày ráng mày chịu, tao nói rầu á. Tao là thầy quay phim tao đéo có uống gì hết á. Tao ông uống. Mày tao vụ mày tao uống chi. Đâu cái video này đang đừng chia tiền. Tiền đâu chưa? Tôi có ngàn bạc ở đâu chưa? Tôi đang kênh tôi. Mày đang sao mày đang cùng mày tao mệt quá. Ông là giùm nha. Đâu, lộn miếng keo tao dán lại cái ơi. Kêu ông lộ ấy. Chập gì dữ không? Mày em làm gì mà toàn là tao không mày? Vậy này giận cái tao mày làm gì? Tôi ông. Tôi rủ giờ ông. Thì đúng là mày hiện có tao bốc cước ăn hết. À bữa đó được cho ông đừng la. Coi cẩn nặng ngay cái buộc xe mà. Sao nay mày đi xe bình đấy? Ờ. Xe mà đâu? Tao ông đi cho trai gái á. Trai gái cậu gì nữa? Má mày quay lại đây cũng một má nó nghe chết nha. Rồi giờ mình sẽ dán keo lại nha các bạn, để cho nó khỏi chảy nước ra. Đấy, đó, rồi á, cầm cái bó giờ. Nhớ nha, cái rách đây nha chưa. Mày ngu, mày chết, đáng chịu quá, tao nói rồi á. Chắc mày đây không? Lao nữa tao dục vậy. Lấy dụng ruộng ai. Dụng đâu, đưa tao đem ra, hầm rác tao dục vô cùng, dụng ruộng mày. Dụng ruộng, định tư ấm ạ. Bò xe, chút dục. Khôn lên đây, đi rồi mất này. Kia. Đi, tao quay ra. Đi. Dài dòng. Lần này thôi nha. Nhanh đi. Từ gì anh? Đi. Chạy qua đó này. Chạy lên quán cà phê rửa cứ có đó không? Có đó rồi chạy về nhà sao? Đâu? Mày làm gì làm nhanh đi. Lên đục mắt nhìn gì nữa mày. Biết. À, biết. Nó muốn làm gì vậy nè. Mày tới đây mày làm gì nữa. Mày hở mà định tới đây mày làm gì nữa. Để em bò một chặt em. Ở trên phút quay nữa đó. Ý là tao quay clip cái gì rồi. Nó kêu nó vô xin lỗi này. Mày tới đây mày. Nó xin lỗi. Mày tới đây quậy. Sao đâu. Mấy thằng sao đâu. Nó xin lỗi hết. Nó xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi tao bị quay xuống hiểu không? Anh Phúc nha, em nói nha, bữa anh bày anh Nam chơi. Không có, anh cái bày ấm nói sao? Lỗi quá. Má này mày muốn tao gì hết? Thôi. Tới đây làm nguyên hả? Quay cái nữa, đem dục mày quay mẹ. Đừng. Tài sản của anh ạ. Tài sản gì đây mày? Để sai mua nước cho chục đồ lão anh. Mày mua nước mày bỏ cái gì mà chuột. Mày cạo đều má tao ấy. Má mày cái đều tao mới cạo nhằn nó lu lên chứ. Mày chọc mày không? Đều. Còn Phúc ơi. Đó. Ý là tao đó này. Mẹ mày cái chai nước nó còn nguyên ngày mà tôi xuống đâu. Chui cui luôn á. Chui cui chua nét đồ chua mạc mà. Cái gì vậy? Thì người ta cầm nó lỡ lúng. Không có gì hết á. Nó chụp lẩu á. Nó bình thường á. Coi. Giờ đâu mình chọc cái kẹo gì đâu nữa. Có gì đâu kẹo nữa. Nãy giờ chúng ta chai ăn chai mày nó lỡ nó khiêng là nó quay ngỡ bệnh viện sao. Lỡ kẹo đâu. Chai. Đó đúng rồi, uống chai vậy. Ờ. Vô nhà anh em vô. Nói chung là mình cũng quay giùm ấm một cái clip điên khùng người ta biết luôn, nó kêu nó quay giùm nó mà tao biết nó quay luôn á. Kênh em.
con nữa. YouTube bình định này, thằng nào nó muốn làm YouTube không à? Tao ngán ngay luôn á. Thì anh em chung chung lão thì uống đây. Làm nước đá để uống. Rồi rồi, hao uống chay chay vàng không không. Trời ơi, chàng của mình nó ôm hai chai luôn. Trời cao, em mới đánh con người mày. Ui, thấy rồi. Này là anh con này đây. Con mình mày làm quảng nó bảo tôi ngủ vô rồi uống tí mẹ mày. Sao tao chưa gùi luôn nè. Cái đầu mày tóc này nó mới lố lên được một xíu nè. Chứ không có nhiều đâu. Ngon ngon không? Nó ngọt rồi mày, nó ăn sao ngon rồi. Em này nhiều nước ngọt nữa luôn hả? Ai hay chưa lột lột em. Thế là sao đó, tự nhiên mua nước ngọt xuống đây. Nhiều không? Chuột lão á, giờ nãy tha nó bỏ mùi tạc đó. Nên không rồi lấy mua cái mẫu đập em nữa nhờ. Không có anh giận á. Ba chai là chị ba chai là đủ bao nhiêu chai? Ba chục. Mày mày đá chục lẩu mà cũng lụm tiền nữa. Đó đó chả té. Giận á mày, tao đéo ép mày. Giận giận dốc mình gì hen. Cái đâu có ai ép mày đâu. Giận ôi. Không uống nữa tao. Bỏ tao lại nữa chứ. Bỏ tao lại nữa vậy. À tao, tao nói mày đừng có bỏ tao lại chứ. Uống hết chỗ đây đâu. Anh em đúng rồi, anh em nó tặng mà. Mày mày bị đẹp cái mày tự nhiên. Tao coi chai nữa. Này, anh Sanh cầm chai đây về nhà. Ờ. Còn đưa anh coi thứ ấm. Ừ, chai đây em uống được rồi. Ừ, chai đây em uống được rồi. Đúng anh vậy. Mày nói là mày làm gì tao đâu. Đậu phộng mày, tao nói mày nếp chưa mở, tem chưa lột, mày làm gì mày? Mày áo thịt đây. Sao nói ngắm uống được? Đây, em không uống nhân thiết uống được. Nói thiệt, thằng ngắm nó bị tiêu đường, trời nó uống đường vô nó chết tại chỗ, em hiểu không? Chai nào cũng có đường, anh bút kì. Ý là nó bị tiêu đường ở đâu, em hiểu không? Tình đường ấy. Ngon rồi anh. Vậy, giờ tao hỏi mày đang quay cái gì đây? Thì xin lão. Xin lão ơi, giờ có tắt được chưa? Tắt. Mày xin đúng, lão là mày phải dẫn đi ăn lão. Đúng rồi. Cái lão là lão 1188 nè. Còn chứ quen như vậy. Cái này hơn nè. Hơn nước ngọt hơn vô bánh mì vậy. Cái này hơn nè. Bánh mì vậy. Đúng. Quên. Con mày làm gì vậy? Sao mày gỡ bu lại thì mày bị tách ra mỗi chỗ mỗi thằng đi bị ngồi bị cãi chuyện nãy giờ tao nói chuyện tao mệt luôn á. Anh muốn gì? Đừng chạy bờ anh Phúc ba. Anh không muốn gì hết. Nô tuần đi chơi gái rồi. À đúng mà biết cái cầu gì bao nhiêu con không? Bao nhiêu? À không biết. Giờ thấy chưa? Cho nợ sao? Vậy chạy mà kêu má tao chờ. Má tao tao yên bình chờ này. Vậy sao nãy mày nói mình bình? Sao nãy mày nói mình bình? Không không mày. Mày mà đi mà đéo đu tao. Không phải, đồng quên. Rồi nha. Ok, cái này đây. Ờ. Này như phút của ta. Ủa, sao vậy Sang? Xem nó bụng dữ thế. Sao nó bụng? Ôi, Sang được ăn gì không? Nó bụng dữ thế. Đợi nói ăn ô mày kêu ta sao đeo bụng? Sao đeo vô? Nó bụng quá, hai này ăn ổn mày kìa. Bánh mì thằng Thiết. Thiết ơi. Thiết. Mày có đeo bụng không? Sao có đeo bụng nè? Sao vậy? Vậy là yếu anh Phúc không? Ý là mày có đeo bụng không? Cho nó đâu, nó đeo bụng mà mày đâu có đeo bụng đâu. Đến đây em bụng tạc anh có xíu không? Mang ngồi cho xíu đi về sân nha. Mà ta đang quay xin lỗi mà giờ thành quay clip đi yếu vậy mày. Ờ, tức là quay cái gì? Trời không nói vậy. Không có, anh giận á. Bỏ cái miệng đó, tao sẽ lên tủ lạnh rồi, khổ bọn như vậy mà. Khát nước đây nè, uống đi. Uống nước ngọt nãy giờ rồi mà nó còn khát nước nữa mày. Tao kiếm chuyện đụng lòng mà nó kiếm chuyện này sao tao. Kiếm chuyện luôn. Chẳng có nhà, giờ. Chẳng có nhà kia, bỏ cái mẹ luôn. Ừ. Mày nó sao tự bụng thành giờ quay mấy clip ăn tào lao quá má giờ cái bụng nó yếu rồi thấy không? Ta chai này. Ờ, rồi á. Gốm hen. Gốm à? Tào hờ ờ. Tào hờ ờ. Sao? Sao chứ? Ờ nhỉ. Ờ cái gì? Trời ơi, bụng không biết yếu. Yếu đúng không? Bữa giờ nó là yếu rồi.
Ờ. Thiếu bia rồi. Thiếu bia nữa, thiếu bia nữa. Thuộc mẹ hả chứ. Má hôm nhậu này biểu rồi. Đâu đâu nghe. Tao mà nhậu. Ấm đeo bồng không? Ừ. Sao thế em có đeo bồng không? Không. Thấy sao đâu, nó mạnh như trâu mà. Đúng á. Có gì đâu, không có anh giỡn á. Mày cái bụng bụng em ơ. Xà tiếp, quá mạch gì mà thám như mày. Ừ, Trang lại ỉa xem chẳng hết nữa. Nó quá ỉa mà xem. Mới sao giờ tự nhiên nó muốn đâu rồi. Thao vô hai người ỉa chung luôn. Chung. Ỉa nữa má mày. Bà đây là ai. Còn ám mày điên hay sao giờ? Chưa nấy mà mày bà áo khoác mày. Tao vô dưỡng da. Tao dưỡng da đâu? Anh khoác cũng dưỡng cái da nữa nha. Anh không mau bỏ khoác nha, cái đây là cái bao tay. Bao tay cũng chạy đâu. Giờ tao bận mua quần xì mày có bận không? Không. Thấy à. Em bận gì vậy? Không. Cái đồ máy tiệm giỡn vậy? Trên chị anh Phúc không coi clip kia này em với mấy thằng này kia nè. Tụt nếu có quần xì luôn mày. Không. Sao tiếp? Mày ăn thằng đó nữa sao mà lâu dữ vậy? Yến mà ăn thằng đó nữa sao mà lâu dữ vậy? Thì thằng em nó yến chút mà làm mày dữ mày. Mày đi yến mày cũng quay như mày thèm cất lên mày. Ý là mà sao tự nhiên tao đang quay clip xin lỗi giùm ấm mày giờ sao thành clip yến vậy? Ủa cái sao không biết không? Sang, nhanh đi Sang, anh ngủ đâu yêu quá. Mày ăn cất lên. Nhanh đi Trang, cho anh cái bụng tao nhớ. Nhanh đi Trang, cho anh nghĩ thiết tầm 1 phút nữa là nó yếm cùng luôn á. Nhanh đi mày. Nhanh đi. Ủa sao cái thằng này học cái nhiều yếu quá. Nhanh đi Trang ơi. Rồi mẹ là nhanh đi. Lẹ nhanh đi. Anh Phong đi lẹ. Sao vậy? Yên chung à. Mẹ. Sao vậy? Mẹ nhanh lên. Mệt quá anh em. Tát tay với mẹ. Đeo cao. Làm sao nữa? Mẹ mày đeo cao mà yếu mẹ đây. Thật gì mày yếu đi. Không, nó đeo mẹ mày nó chờ nín chưa này. Sao em muốn đeo yếu ấy? Đeo yếu ở đâu yếu ấy anh? Đây, đi ra cái xanh. Đây. Em vô nhà tới em đi đợi. Nhanh đi. 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 Đây 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 xem một. Cái gì vậy Tiếc? Ý chàng. Sao vậy? Có yếu thêm lần nữa sao vậy? Ôi mà cậu Tiếc ơi, lẹ cậu Tiếc ơi. Lẹ ơi, chị mặc vũ đi. Sao vậy? Không, yếu thêm lần chàng của mày. Đây đừng quá. Đừng đây kiếm một chân đuổi nó làm như vậy. Cứ coi đi coi thương chan nó nấp đâu vậy? Chan ơi. Chan ơi. Em đang yến đâu đây chan? Vừa nãy vừa dắt rồi. Em đang yến đâu đây? Qua đây. Hả? Em làm gì đó vậy? Em đâu? Đâu? Em đâu? Đây. Đang yến đấy. Quay phim được không? Sao? Là em bia cơ. Cái đồ nó gì hết kìa. Anh bay thêm chút tao. Em bia. Không chồng, bây giờ cái bia cất. Mẹ, nó bia cất lửa chắc luôn á. Gùng, tao nhảy tao chơi vô đó. Nghĩ clip này nhát dữ lắm. Má mày yếu yếu gì mà mẹ xếp hàng nó yếu vậy? Yếu cái gì không? Thì cái đồ bùi á. Mai tới giờ dành chờ ông với ông. Cái đồ. Là sao? Ê là mày yếu mày chùi đít chưa vậy? Cái đồ của tao lậy quá. Sao thế ơ? Yếu chưa? Từ từ đã, đụng chứ mày đụng chứ mày. Cái đồ. Làm nhớ, đâu mày. Yếu nhanh đây. Yếu nhanh đây, tao đi yếu ngay thiếc. Quá, cho thằng Trang đâu vậy? Quá. Ai hút thì mà. Đỡ quay mà. Sao vậy? Em đang làm gì đó? Mày yếu yếu trong đó, đừng có tào lao nha. Làm gì trong đó? Anh Phúc đổ quay em ơ. Đưa vô, anh kêu ông Thiết cho em vô nhà cầu anh yếu nha. Thiết, mở cửa đi cho đồ tìm Trang nó yếu, cho Trang nó yếu cùng bọt kìa. Nhanh đi, nó yếu ngoài đóng rung kìa. Nhanh đi, nó yếu ngoài đóng rung kìa Thiết ơi. Thầy trời ơi, vô. Mày tao nói mày tao ác lắm, má mày đúng ác rồi.
Nhanh vô. Sao để Trang? Trang. Mày quay rồi anh. Anh đi cho mẹ rồi. Không, đỡ, đỡ. Sao đâu, anh quay chiếc không sao đâu. Đồng nhang phúc, đồng nhang đây, đồng nhang. Đây, 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 Trang, Trang, vô, vô, vô nhà cầu này, thiết yếu trong này. Cái gì vậy? Tình Trang nó thì nó yêu dắt mày kia. Tình Trang thì nó yêu trong cái máng con bò, tao bức luôn á. Chứ nó bị điên ra vì yếu nhát vô bò mày. Chứ có một nhà vô sinh mà yêu sao yếu. Tự nhiên ở đâu nữa. Ủa thiệt. Mấy tao đeo lại nữa. Bây giờ nhà đất mà thành nhà cầu luôn. Tự quá tốt. Mày luôn quá. Sao nó buồn dữ em. Tao nói mày, nó biết mày bệnh uống thuốc số là mày chết. Nó biết mày bệnh uống thuốc số là mày chết. Tao quên. Không có, tao có nói gì đó. Ai cho, không có cho, mày điên sao vậy? Không có, không biết. Tao lao thiết ơi. Mày do tao nghĩ mày ăn bánh mì mùi tạt rồi mày á. Trần đâu ta? Trần ơi. Trần em yêu gì mà nãy giờ đeo thay mặt luôn. Trang ngu đúng không? Trang ngu làng vàng nó gương nó gục ở trong đó giờ. Mình đi về về chạy. Uống bọn mày. Được rồi, tụi mày cho uống thuốc sổ nha. Tao lỡ. Thằng đây này. Thằng đây này. Cái đồ mấy tiền hả dở á. Tao không biết. Tao là chỉ là một thằng quay phim thôi. Mày đừng có hỏi gì tao. Mày có mày có muốn hỏi gì thì mày hỏi thằng ấm. Mày hết chuyện đấy mày ấm hử. Trời ơi, trời sao cái chai? Nguyên mà sao nó chai vậy? Không có, tao không biết mà hỏi thằng ấm á, mày đừng hỏi tao một cái gì đó. Ghi mà tao tròn vô, bố bố vô. Ý là sao nhà người ta mà anh rồi? Chạy về nơi phía anh, cái tay này dài rộng lắm. Anh, ôi, clip này sao nó thiệt nó mờ quá các bạn không? Chị với mình cửa đuối rồi. Mình thấy mình trai được à? Không. Chắc chưa đấy mình lấy xe đi gì à? Cái khóc quá. Được, không, anh nghĩ chưa đâu. Nếu mình vô nhà nó, mình coi thử mấy nó. Bây giờ nó yếu nó không có làm gì nấu em đâu. Mình vô nhà coi thử làm gì nữa. Được, má nó mệt thiệt luôn các bạn ơi. Thiệt. Rồi, nước em. Rồi, lộn miếng nước uống nha. Nước gì? Má mày uống cái nước thuốc số này ra thiết mẹ mày luôn. Sao tao đeo quýnh tới mẹ đây. Sao vậy? Mấy sao tao cầu nữa nha. Nữa nè.